Vâng, à, xin kính chào quý vị. Hôm nay nhà đất Nam Đài sẽ đăng tải lên một mảnh vườn ở tại xã IAV, huyện Trư Bà Rông tỉnh Gia Lai nha quý vị. Và đây, trước mắt con uh, ở màn hình quý vị, đây là con đường của Bộ Quốc phòng nha quý vị đã thấy đây ạ. Trước hết nhà đất sẽ giới thiệu đường đi nối lại của lô đất của chúng ta Từ vị trí của chúng ta đây, theo con đường Bộ Quốc phòng này về tới trung tâm huyện Chư Sê, khoảng 15 cây số nha quý vị. 15 cây số toàn bộ bằng con đường này ạ, quý vị đã thấy đấy ạ. Và đây thì khu dân cư như quý vị cũng đã thấy ở đây ạ Khá chi là đông đúc nha quý vị nhé Đó Quý vị thấy khu dân cư ở đây đã Và quay ngược về hướng đây Thì như quý vị đã thấy đây ạ Chúng ta từ vị trí đây Chúng ta đi ra tới Ủy ban nhân dân xã Trường học cấp 1, cấp 2 Chợ Trạm y tế Khoảng hai cây số đổ lại nha quý vị hai cây đổ lại thôi và cũng từ vị trí đây theo con đường của Bộ Quốc phòng của chúng ta chạy ra tới quốc lộ 14A khoảng 12 cây số nha quý vị, 12 cây số đổ lại thôi ạ. Và cũng từ vị trí đây đi lên tới trung tâm tỉnh Gia Lai, thành phố Bà Lê Cư, sân bay bệnh viện, khu hành chính tỉnh Gia Lai khoảng 35 cây số nha quý vị. 35 cây số thôi ạ. Và đây, hôm nay mảnh đất nhà đất đang tải lên ở đây ạ. Cái vườn cà phê đây nha quý vị. Theo mặt đường của Bộ Quốc phòng đây là 27,5 m trên bìa nha quý vị. 27 m 5 trên bìa đó và trong đó có đông đặc cây cà phê đó. còn một số chủ tiêu thì cũng chết hết rồi nha quý vị nhé cà phê thì cà phê kinh doanh nha quý vị vẫn còn đẹp đó. do gia chủ ở xa không chăm sóc được đâm ra là năm nay ít trái nha quý vị đó và tổng diện tích trên bìa khoảng 9 xào đổ lại khoảng trên 8 xào 9 xào đổ lại nhá do nhà đất chưa nắm rõ được nghe lời chủ nhà là như vậy để nhà đất sẽ lấy thông tin bìa đỏ để khi nào mà quý vị nào quan tâm thì nhà đất sẽ chụp bìa đỏ và gửi cho quý vị thực tế diện tích nhé. Theo nhà đất thì chủ nhà nói là khoảng 9 xào đổ lại, gần 9 xào nha quý vị. Và theo mặt đường của Bộ Quốc phòng chúng ta đây là 27m5. Đó như quý vị, đông đặc cà phê nha quý vị. Và đất của chúng ta ở dưới đã có hồ, có sữa, có, có giếng, tưới bằng điện. Đã được chủ nhà trôn ống lên tới đây nhé quý vị. Không có nhà. Đó, và đây đây là cái ranh giới của chúng ta rất rõ ràng đây nha quý vị bên này là của hàng xóm còn đây của mình đây ạ à. đất của chúng ta có hai bên đường để đi xuống nha quý vị đó, hiện tại là vườn cà phê nha quý vị chưa có nhà chưa có đất thổ cư đó nhà đất nói rõ là như vậy với cái giá bán tổng diện tích thế này cho chúng ta thu cả luôn là 750 triệu thôi nha quý vị bán cho quý vị một cái giá rất chi là rẻ 750 triệu bao sang tên bìa đỏ cho quý vị đó, quý vị thấy ạ quý vị nào quan tâm đầu tư hoặc về đây sinh sống thì liên hệ ngay với nhà đất để chúng ta mua lô đất đây xung quanh ở khu vực này nhà đất đã từng bán à, trước đây cách đây mấy ngày nhà đất cũng có bán một vài lô toàn một tỷ một hết thôi nha quý vị bởi vì đây là cái nền đất ở à, với con đường bộ quốc phòng thì như quý vị đã biết rồi đó cho nên là đây gia chủ đang cần tiền một để giải quyết một số công việc trong gia đình cho nên gia chủ cần bán nhanh à, với cái giá tiền rất chi là rẻ cho quý vị ở thời điểm này quý vị nào mua luôn thì chúng ta ra chủ cho thu cà phê luôn nhé quý vị với cái diện tích cà phê này thì thu khoảng 2 tấn nhân đổ lại nhé quý vị 2 tấn nhân đổ lại thôi ạ à. và đấy như quý vị thấy chất, đất đỏ màu ba gian rất chi là bằng chỉ hơi có độ dốc một tí thôi nhé quý vị và so với mặt đường đây thì đất chúng ta hiện tại đang thấp hơn mặt đường khoảng 70 phân nhé quý vị đó nhà đất nó phải nói rõ cho quý vị thấy như vậy nhé đây để nhà đất tiến chân xuống cái vườn cà để cho quý vị thấy đây ạ Nếu mà Cái lượng cành này thì sang năm chúng ta thu rất chi là nhiều nha quý vị Nhưng mà năm nay gia chủ ở xa không chăm sóc được Nói ra là cái lượng trái nó còn bị ít nhá Không được nhiều Đó như hàng xóm người ta ở đây người ta chăm sóc Thì càng người ta có trái nhiều đấy ạ Và đây Kilo cà của chúng ta là bên trái của nhà đất Tay trái đây nhá quý vị Đó Chạy dài từ đây xuống dưới kia Đó Đất của chúng ta dài khoảng trên 300 mét nha quý vị Đó, Quý vị nào quan tâm tới lô đất đây đầu tư để sinh lời hoặc về đây sinh sống thì khá chi là tiện ích nha quý vị Nói về đường đi nối lại thì chúng ta ở đây, ở tại đây Đây là khu dân cư nha quý vị nhé Rất chi là tiện ích để cho con em chúng ta ở đây Sinh sống, ăn học hoặc bất cứ mình kinh doanh buôn bán gì ở cái mặt đường này cũng được nha quý vị nhé Đó, với nền đất chất, chất đất đỏ màu ba gian đấy nha quý vị theo như lời của chủ nhà nói thì trong bìa đỏ khoảng gần 9 sào, diện tích sử dụng khoảng 1 hecta đổ lại nha quý vị. Khá chi là rộng, diện tích dư ạ. như quý vị thấy lô đất của chúng ta đây ạ. Đất khá chi là bằng màu mỡ, tuyệt đối không có đá sỏi gì nha quý vị nhá. Đó, quý vị thấy đây ạ. Đây là cái đường Đó, để chúng ta đi làm phục vụ cái vườn của chúng ta đây ạ. Từ đây hết xuống hết vườn của chúng ta luôn nha quý vị nhé Đó, quý vị thấy con đường khá chi là to xe ô tô công lông có thể đi vào đây được nhé quý vị. Rồi quý vị nào quan tâm thì điện thoại với nhà đất số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất tư vấn và chụp bìa đỏ pháp lý cho quý vị tham khảo để chúng ta mua ngay nô đất này nha quý vị. Theo nhà đất ở khu vực này với gia chủ bán là cái giá này là khá chi là cần bán. À, giá hiện trạng ở đây trung bình 1 hecta từ 900 tới 1 tỷ, có miếng lên tới 1 tỷ 1 nha quý vị nhé. Nên là với cái diện tích đây mà gia chủ đưa ra với cái giá 750 triệu bao sang tên cho quý vị là khá chi là rẻ. Rồi quý vị là quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất. Nhà đất xin tạm dừng video ở đây. Xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị một ngày tươi đẹp và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.